U nhà gái thì sao? Chắc là chỉ có hai cái thôi ạ. Là nam và còn thở. Là nam và còn thở. Hả? Là nam và còn thở. Là nam mà còn thở. Là đủ rồi em. Thở là cô đang thở rồi đó. Đúng rồi. Còn thở là còn gỡ đúng không? Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời cô gái của chúng ta giới thiệu trước nè. Con chào chú Quỳnh Linh. Chào con. Chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam và chào mọi người ở trường quay, cũng như là mọi người đang xem TV, đặc biệt là bố mẹ hay là bạn bè mà nếu mà xem mình nhá. Dạ. Kêu gọi cả bố mẹ luôn đó. Em là Mai Thủ Anh và hiện tại thì em 26 tuổi. Còn em đã ở Hồ Chí Minh được hơn một năm. Ngày trước thì em làm việc và học tập ở Hà Nội, nhưng mà quê em thì lại ở miền Trung. Mọi người thì hay gọi là Tiểu Vương Quốc, thân thương nữa thì gọi là Đại Thanh, nhưng mà ai muốn ăn nem chua thì đến quê em, không ai khác là Thanh Hóa. Còn hiện tại thì em đang làm thiết kế đồ họa. Tú Anh làm dạ. Thiết kế đồ họa. Dạ, đúng rồi ạ. Sinh năm 96. Dạ. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn nữ. Chào em. Và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Khánh. Em năm nay 26 tuổi. Ở quê của em thì ở Phú Yên, miền Trung. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Thì trước kia thì em cũng có làm ở ngoài Hà Nội. Và trước kia em cũng có đi làm ở nước ngoài. Thì hiện tại em đang kinh doanh về trà sữa. Em mở quán ở dưới Mỹ Tho. Dạ, và hiện tại là em đang làm thêm một cái công việc, một job nữa, đó là phụ trách kinh doanh của công ty xe máy điện tại Việt Nam. Giỏi vậy ta, vừa bán trà sữa, vừa làm xe máy điện nữa. Như vậy là một chàng trai có ý chí cầu tiến, đang làm rất là nhiều việc để kiếm tiền cưới vợ đúng không? Dạ vâng. Tú Anh của chúng ta có được ưu điểm khuyết điểm nào nè? Dạ, điểm mạnh của em thì độc lập tự do còn hạnh phúc thì đang đi tìm. Độc lập tự do còn hạnh phúc thì đang đi tìm. Ngoài ra thì em cũng khá là tự lập, vui vẻ. Người ta hay nói là ở bên cạnh em thì là bao vui. Ngoài ra nữa thì em cũng biết nấu ăn, nhưng mà được nấu ăn cho thì vẫn thích. Em có thể rửa bát, còn lại thì em lo được. Yếu điểm thì em hơi vụng về một chút. Còn có một cái nữa em không chắc là khuyết điểm hay không, đấy là em không thích người khác chê em béo, nhưng mà em biết là em cũng béo thật. Bây giờ em trai, ưu điểm khuyết điểm em là gì? Dạ vâng, thì em tự nhận thấy cái điểm mạnh của mình thì thứ nhất là chịu thương chịu khó. Tại vì em thân thì từ ở miền Trung, không ngại cực khổ. Thì khi mà mình có khó khăn gì đó thì em không có nản bước, thì em làm, tìm cách làm cho nó tới cùng về phần đó. Thứ hai là em rất là thích kinh doanh. Em không làm cái này thì em cũng làm cái khác. Và em cũng muốn làm sao cho cuộc sống mình nó bận rộn hơn và có nhiều trải nghiệm hơn, để mà cuộc sống này nó cảm thấy nó thú vị. Còn về cái điểm yếu của em thì hay xấu ngủ. Có nghĩa là em có thể ngủ bất kỳ đâu. Kiểu như là mình làm việc nó nhiều quá thì em luôn trong trạng thái nó buồn ngủ. Và ngày cuối tuần thì em không đi chơi mà em cứ ở nhà nằm lì để mình ngủ, để mình lấy lại sức. Thì cái đó là cái mà em cần cải thiện hơn. Cái đó không có gì xấu hết trơn, tại mình làm việc nhiều quá mà, không vấn đề gì cả hết ha. Đường tình duyên của nhà gái sao nè? Nói ra thì chắc là nhiều người không tin đâu, chứ em ấy cũng 8 năm rồi đấy. Trời đất. Ngày xưa là cũng có vài mối tình từ hồi cấp 3 ấy. Cấp 3 thì em vẫn hay nghĩ là ước là mong mình lớn nhanh lên để không phải kiểu yêu đương giống tấu viếm bố mẹ, nhưng đến lúc mà bố mẹ cho phép thì mình không làm được điều đó. Chắc là trong 8 năm mà ấy đấy thì cũng có tìm hiểu một vài bạn. Thì gần đây nhất thì cũng có một bạn tìm hiểu được tầm 7 tháng. Nhưng mà chắc là do em cũng hơi vô tư đến mức vô tâm quá, nên là nó đường ai nấy đi. Nhưng mà sau đấy thì em nghĩ là em rút kinh nghiệm được từ đấy. Phiên bản của em hiện tại là tính cách tốt nhất của em từ trước đến giờ, nên em vẫn tự tin là lý do ế của mình là do mình vô tâm quá đúng không? Nhưng mà em nghĩ là phiên bản của em hiện tại là tính cách tốt nhất của em từ trước đến nay, nên là em sẽ sẵn sàng cho mối tình mới. Và người tiếp theo của em thì cứ yên tâm đi, bởi vì hiện tại thì em cũng đã bớt trẻ con, cũng là bớt vô tâm, bớt vô tư rồi. Để chị nhào qua nhà trai, chị ngó qua nhà trai như thế nào, tình trường nhà trai ra sao? Dạ em chào chị. Chào chàng trai, tình trường sao rồi? Dạ thì về tình trường của em á, thì em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối tình nào cũng gọi là lâu dài và bền vững. Thì chỉ có một cái đó là em tập trung vào công việc nhiều, nên đôi khi em bỏ bê bạn gái của mình, cảm thấy xa cách dần dần, rồi sau đó thì cũng tan vỡ. Cái đó là hai cái lý do mà xảy ra liên tiếp hai cái mối tình của em. Thì em cũng đã rút kinh nghiệm của mình tới cái khoảng thời gian này rồi, thì em cảm thấy thật sự khi mà nhìn lại thì xung quanh mình không có ai, không có người để chia sẻ này kia, thì mình dần dần mình cũng biết quan tâm yêu thương người khác hơn, mình dành tình cảm cho bạn nữ nhiều hơn. Thì em đang tìm kiếm cái điều đó. Rồi tốt rồi. Nói chung là thấy bên kia cũng vô tâm, bên đây cũng vô đúng tâm rồi. Tình yêu đó mà hai bên đều đã ngộ ra được rồi. Ngộ ra được rồi. Giọng nói bên đây rất là lạ đó, dễ dễ nhớ lắm á.
cô này là một cô giao tiếp cực kỳ giỏi nha. Bên kia cũng đang nói cũng được lắm chứ bộ. Nói chung là hai đứa hai bạn này năng động, cách sống có thể hợp với nhau ha. Giờ mình hỏi về gu đi. Gu nhà gái thì sao? Chắc là chỉ có hai cái thôi, là nam và con thỏ. Là nam và con thỏ hả? Là nam và con thỏ. Là nam mà còn thở là đủ rồi. À, em thở là cô đang thở rồi đó. Đúng rồi, còn em... thở là còn gỡ đúng không? Đúng. Nhưng quan trọng là con nam không biết sao thôi. Bên kia ta yêu cầu là còn nam. Dạ. Nam không? Dạ nhìn em là biết rồi. Chưa chắc nha mấy người, để râu chưa chắc nam nha. Không, nói chung mình đây nè, mình đây đàn ông, tôi nhìn là tôi thấy đàn sao ông. Biết nhìn là biết kinh nghiệm. À chút để mở coi cô kiểm tra coi sao nha. Rồi chứ giảng vậy thôi đó hả? Thực ra con cũng nói đùa thôi chứ là cũng có hơi tiêu chuẩn một chút, cũng thích người nói nhiều vui tính là được, thế thôi, đơn giản vậy. Bên đây nói nhiều cũng vui được. Có cái điều gì em không thích ở con trai không? Thực ra thì chắc là ai cũng vậy, người ta không thích người quá là keyboard cái gì một chút, tháo một chút là được, xong phẳng dạ. Không, cô gái này rất là hay nha. Cô gái này cá tính lắm á, vui lắm đó. À, em trai. Tiêu chuẩn của em thì em rất là đơn giản, không yêu cầu về ngoại hình. Nhưng về tính cách thì em muốn bạn nữ có cái trải nghiệm nhiều trong cái cuộc sống cũng như trong cái công việc của mình, để mà có nhiều chủ đề để mình trao đổi. Khi mà quen bạn nữ thì em muốn làm sao để mà cho cả hai cùng phát triển hơn. Thì như vậy là có là cái hình mẫu lý tưởng của em rồi. Dạ. Đúng, hay ha, bạn này có suy nghĩ rất là hay luôn. Nói chung hai bạn trẻ cùng chí hướng đó. Mình đi với ai vậy em gái? Quê em mà cũng khá xa ấy. Em rồi. Vào đây thì cũng một mình tự lập nên là em đi một mình thôi. Bên kia? Nhà trai đi với ai cơ? Dạ em cũng một mình ạ. Rồi. Vậy thì hai mình nói chuyện nhau đi. Đúng, mở rào. Chào em. Anh có món quà tặng em. Tại em xin thực ra thì hôm nay em có chuẩn bị hai món quà, nó cũng phản ánh hai mặt tính cách của em ấy. Thứ nhất là vẻ ngoài của em thì rất là sôi động rồi là hoạt náo, tuy nhiên thì mọi người cứ nghĩ em là một đứa chỉ có vô tư rồi là không âu lo gì cả, nhưng mà ai cũng vậy thôi, người ta cũng có khoảng lặng riêng. Thì em nghĩ là quyển sách này nó tượng trưng cho cái mặt đấy của em. Em nghĩ là tặng sách thì ai cũng có thể tặng anh và cũng sẽ có nhiều người tặng anh, nhưng mà món quà này thì chắc là chỉ có mình em tặng anh thôi. Thì anh chọn đi, anh muốn cái nào? Sự thì anh thích sách hơn. Anh chắc chắn không? Tại vì là món quà này đặc biệt lắm ấy. Anh có thể thử lấy ra xem. Kìa, mình lấy ra luôn đi. Ui. Đó là con gián. Thì thường thường mọi người thì sợ gián, thì em thì em thì không sợ rán. Tại vì em nghĩ là mọi người anh cũng nghĩ là phụ nữ thì phải yếu mềm, nhưng mà mạnh mẽ thì có sao đâu, mình phải tự tin khoe cá tính của mình chứ ạ. Rồi nay mốt tặng chuột gì đó ha. Bây giờ nè, hai đứa sẽ cùng hát để thể hiện cái tài năng lẻ cho nó sơm tụ cái nào. Đứng lên nhìn em gái biểu diễn đó. Dạ. Nếu mai kia mà người yêu anh đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để duyên hai ta về hai phương trời, có hay chăng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với em mong một ngày không cách xa. Dạ, xin hát ạ. Ngược lại nào. Mọi người đừng bất ngờ quá nhá. Mọi người có thể hát cùng em nhá. Một con vị trở ra hai con thằn lằn con, đùa nhau cắn con chim đòn. Trời đất ơi. Cô gái này có thú vị. Lộn xộn vậy đó hả? Rồi tí cho nó vui. Bây giờ hai bạn cảm nhận về nhau đi nào. Khi mà nói chuyện với em thì chưa có tiếp xúc mà qua giọng, qua khuôn mặt ngồi đây thì nghe cái giọng nói thì cũng cảm thấy khá là ưng. Tại vì trong cái mong ước của anh á thì anh muốn tìm một bạn gái mà gọi là ở ngoài Bắc. Thì khi mà tới chương trình thì cũng khá là bất ngờ về cái phần này. Dạ vâng. Đấy là trước khi mà anh thấy em, thế còn sau khi anh thấy em rồi thì anh nghĩ là sao? Thì anh thấy quá tuyệt vời. Dạ, anh cảm ơn. Về cái ngoại hình của mình thì rất là xinh. Em rất là xinh. Về cái tính cách của em thì rất là vui. Tại vì anh thì khá là trầm, ít nói, nên cần những lúc mà vui vẻ như vậy để mà cuộc sống nó thú vị hơn. Dạ, dạ, em cảm ơn. Còn về em thì cảm nhận đầu tiên của em là em thấy anh khá là chín chắn so với cái tuổi của mình bằng tuổi nhau mà. Với lại là anh cũng giỏi nữa. Không phải ai cũng có thể kiêm một lúc rất là nhiều việc như thế. Đặc biệt là em rất thích những người yêu công việc, rất là ok. Hiện tại thì em đang ở trong Sài Gòn. Em ở quận Tân Bình. Lúc nãy em có nghe anh bảo là muốn một người kiểu có nhiều trải nghiệm. Thì thật sự là em cũng khá là nhiều trải nghiệm. Vì trước đây thì em làm việc ở Hà Nội là 7 năm, sau này em vào đây 1 năm. Tức là em rất thích trải nghiệm, nên là em mới có thể dám một mình vào đây và tự lập như thế. Có một cái trùng hợp là hiện tại anh làm ở công ty cũng ở Tân Bình. Lúc nãy là anh bảo anh có quán trà sữa ở đâu nhỉ? Ở Mỹ Tho. Em chưa đến Mỹ Tho giờ và em cũng mong một lần được đấy.
thì cũng hy vọng thì thường thường cuối tuần anh sẽ về dưới một hai ngày rồi anh lên lại trên này, thì anh cứ hay đi đi về về thì có thể là đèo em sau lưng. Cho anh hỏi xíu là về cái người đàn ông của em á, mà em không thích ở họ về cái hành động gì nhỉ? Em không thích một người quá là tính toán chi li, bởi vì thực tế là em là một người khá là phóng khoáng và vô tư, nên là người quá là chi tiết quá thì em không thích. Ví dụ như là buổi hẹn đầu tiên đi, mình có thể đi ăn đi uống, thì nếu anh trả tiền ăn sẵn sàng em trả tiền uống, chứ không phải là đến cho xe đấy. Em không thích như thế thôi, còn đơn giản vậy thôi, chứ không có gì là nhiều. Đây cũng khá là hay. Quan điểm hôn nhân về gia đình của mỗi bên thế nào? Thì còn về của em á, thì hiện tại là bố mẹ em thì cũng thấy các bạn bè trang lứa cũng có hết rồi, thì về nhà cũng nói mé mé em sao chưa có người này người kia đó, thì cũng đang gọi là thúc giục ngầm em để mà có bạn gái đó. Còn em thì ngày xưa em đi đám cưới của một bạn em, bạn em bảo là trước đây tao cũng ế lắm, nhưng mà tao xin xem bói, nên là xem bói kiểu gì mà vừa xem bói phát là về có người yêu rồi cưới luôn. Không, hôm trước em về Tết thì mẹ em bảo là hay là thử đi hỏi cái bạn của mày xem là thầy bói đấy ở đâu rồi đi bói cho em để xem có người yêu hay không. Thế là em gọi điện thì em bảo thì bà thầy bói đã chuyển sang làm karaoke rồi. Sao em nghĩ kiểu trời ơi, số mình ế đến thế sao, bố mẹ cũng khá là dục rồi đấy. Bố mẹ em thì khá là tâm lý, không phải quá là hối con có người yêu này nọ, nhưng mà thi thoảng vẫn hay trêu là bạn này có bồ rồi, bạn kia có con rồi, các thứ rồi, các thế như vậy thôi. Chứ còn đơn giản lắm, bố mẹ em thì thoải mái, vô tư nên là tôn trọng con cái, nên là miễn làm sao em cảm thấy em tốt nhất, em hạnh phúc nhất là được. Em không quan trọng là khi nào phải nhất thiết là 29 tuổi, 30 tuổi là phải cưới. Em thì em quan điểm là đúng người là được, đúng người là đúng thời điểm. Khi nào mình cảm thấy sẵn sàng thì mình cưới thôi. Thế thôi. Anh cũng khá giống em về phần đó. Thế có sở thích thì sao? Về sở thích của anh hả? Thì thích về kinh doanh, thích ngồi nói chuyện với nhau về cái công việc. Anh thích đọc sách và chơi thể thao. Thì cái đó nó chung chung, nhưng mà cái đó là cái đúng là cái đam mê của anh thiệt. Thể thao là muốn gì? Anh chơi cầu lông. Em đánh cầu lông đấy. Đá banh. Anh biết võ. Trước kia thì anh có dạy võ. Bây giờ múa võ thôi coi. Anh chơi dạy võ gì? Anh võ Vovina. Bây giờ mình ra mình múa một bài để mình cho người yêu thấy là người yêu sẽ được bảo vệ bởi những cái đòn võ đó. Vừa múa võ vừa hát luôn đó. Dạ thì cái bài này là cái bài Vovina, thì em cũng lâu rồi em cũng không tập, thì em chỉ nhớ cái đoạn nào thì em đánh đoạn đó thôi, để em thể hiện cái sự nam tính. Hồi nãy anh Quyền Linh nghi ngờ của em. Người. Hey. Thấy sao em được không? Được không em gái? Mạnh mẽ ha. Đó. Bây giờ ngon lành đó. Em trai tới gần em gái nào? Đúng rồi. Đó. Chúng ta nắm tay em gái đi. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai người nhìn đối diện luôn, nắm hai tay luôn nào. Đối diện với nhau đúng đó. Rồi. Em cận 5 độ ấy. 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau các bạn. Trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì về người đối diện? Mình nói cho nhau nghe đi. Chắc là anh sẽ có bài thơ để mình thể hiện cái tâm trạng của mình này. Mai này mình đi ra biển rộng, sóng chập trùng chẳng êm đềm như sông, chỉ cần lòng ta cùng chung chí hướng như con thuyền luôn hướng về đại dương. Sorry, hơi đứng bạn nữ hơi rung một xíu về lần này. Ta đẹp quá. Thật sự em khá là cảm thấy bối rối khi mà gọi là đúng người đúng cái thời điểm như này, thì mình cũng không có thể tin được mình gặp được một bạn nữ như cái mình mong muốn như vậy. Còn bạn nữ? Em thấy là anh cũng đúng, khá là đúng giống như người đàn ông mà em tưởng tượng ấy. Anh cũng có sức chiến chắn. Rồi chắc là cũng hơi bối rối một chút khi mà gặp em, nên là em thấy rất là ok. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Bấy nhặt chú Sida, điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Để tay vào nút bấm, nhắm mắt kiểm tra xem tim mình có đập đúng nhịp hay không. Người đối diện có phải là người sẽ cùng chúng ta chia sẻ ngọt bùi hay không? Chuẩn bị. Các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Bạn đang hôn chi bấm nút rất nhanh. Kính thưa các bạn, hẹn hò với nhau nắm tay đi nào. Bây giờ hôm nay không có người thân của bạn gái trên màn hình, thì gia đình bạn gái đang xem đó. Bây giờ mình xin phép hai bác gia đình, rồi con hứa cái gì đó hứa với họ đi. Con xin phép hai bác
để mà làm quen bạn. Con cũng chưa có hứa được nhiều, nhưng mà con sẽ cố gắng làm sao để mà bạn nữ này ở trong này cảm thấy không còn cô đơn nữa, và sẽ mang lại những điều tốt nhất cho bạn. Dạ. Được rồi, một nụ hôn đầu tiên lên má đi. Dạ rồi. Đó, ôm cả. Dạ. Mấy bạn ôm giống ôm. Không, cũng nhân tăng nữa. Với nhau được hơn 2 năm. Tại sao lại đổ vỡ? Một phần do cái tính chất đặc thù của công việc của em là đi làm thường xuyên xa nhà. Cái thứ hai nữa là em không có dành thời gian, cũng như là không dành cái được nhiều cho bạn đó. Tới giờ em vẫn chưa có mối tình nào. Cảm nắng thì chút chút cũng có, chứ mà kiểu mà thích quá mà để đến tỏ tình chắc cũng không. Hay là em thích nhưng mà em không dám. Dạ không phải không dám đâu, chị nghĩ em không dám chị. Trời ơi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi em trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Huấn, em năm nay 34 tuổi. Huấn hả? Dạ vâng. Có trồng quả hồng không? Có trồng quả hồng không? Dạ không. Không hả? Ừ, được. Dạ. Huấn, 32 tuổi. Dạ, 34 tuổi. 34 làm gì Huấn? Dạ, nghề nghiệp của em hiện nay đang làm bộ đội. Bộ đội hả? Dạ vâng. Hay quá. Quê em ở đâu? Quê gốc thì ở ngoài Bắc, ở Hà Nam. Hà Nam, bây giờ em làm ở đâu? Em hiện nay đang công tác ở Bình Dương. Em là bên bộ đội bên Bình Chủng, công binh. Công binh đó hả? Dạ vâng. À, mở đường thắng lợi. Mở đường thắng lợi đúng không? Dạ. Bây giờ xin mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào anh Quỳnh Linh cùng gia đình nhà trai, cùng toàn vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Liên. Năm nay em 30 tuổi. Quê gốc của em thì là ở Thái Bình. Em thì di cư vào Kiên Giang và hiện đang lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Em hiện là nhân viên kinh doanh của công ty xử lý chất thải Mộc An Châu. Mình ở Sài Gòn là mình ở quận mấy cưng? Em là hiện tại là ở quận 11 chị. Tên cũng lạ nhỉ, tên Luyên. Luyên. Thôi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì em trai? Đối với công việc thì trong cuộc sống thì em tự nhận là có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Bộ đội mà. Dạ. Em đi bộ đội bao nhiêu năm rồi? Dạ, năm nay là năm thứ 16 của em. Chức vụ là gì? Dạ, em giờ đang trợ lý cơ quan ạ. Em đang chủ nhiệm công binh ở trung đoàn. Quân hàm? Dạ, đại úy ạ. Đại úy. Dạ. Thật ra những chú bộ đội này thì bản lĩnh rất là nhiều, không phải lo gì hết ha. Dạ. Và yên tâm về mặt gọi là lý lịch nha nhà gái. Có khuyết điểm gì không chú bộ đội? Dạ, khuyết điểm của em thì nóng tính. Ví dụ em khi em đã vào công việc rồi nên em tập trung vào công việc, em không có quan tâm gì đến xung quanh. Vậy là người yêu cũng mệt lắm phải không? Lấy chồng bộ đội là phải hy sinh rất là nhiều luôn đó nha nhà gái. Dạ nhà gái có nghe rồi ạ. Ừ. Rồi, giờ nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì là chắc là vui vẻ, hòa đồng, hát cũng được một chút. Nhưng mà em được cái là em hay quên lời nên là hát thì karaoke thì em hát được, còn hát mà vậy em với anh về đội được đó. Dạ. Anh với em đi hát là bảo đảm phải có hình mới hát được đó. Dạ. Vấn đề chỗ bên đây là hồi nãy anh thấy bên đây hơi nóng tính chút xíu, bên đó có nóng tính không? Em chắc cũng vậy á anh. Chết rồi ai nhường ai ta. Chết rồi ai nhường ai ta. Đó, ai nhường ai chú bộ đội. Chắc này em nhường bạn nữ. Em nhường. Bộ đội nhường nhịn hay lắm. Nhưng thật ra bộ đội nó nóng tính chứ mấy chú bộ đội nóng tính cũng không có gì làm lớn chuyện đâu. Dạ. Đường tình duyên mình sao nè? Thật ra em đã trải qua một cuộc hôn nhân tan nữa. Cái này 3 năm. Có con chưa? Dạ chưa. Cưới nhau bao nhiêu lâu? Cưới nhau được hơn 2 năm. Tại sao lại đổ vỡ? Một phần do cái tính chất đặc thù của công việc của em là đi làm thường xuyên xa nhà. Cái thứ hai nữa là em không có dành thời gian, cũng như là không dành cái được nhiều cho bạn đó. Cái đó là điều hết sức là quan trọng. Người phụ nữ mà không được chăm sóc, không được gọi là quan tâm đó thì chắc chắn họ sẽ rất là buồn. Và như em nói nãy, mỗi lần mà cứ vào công việc là em quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, em không quan tâm đến ai cả. Vì thế cái này là một cái điểm gọi là điểm trừ rất là lớn, và nhiều người yêu bộ đội là hy sinh cái điều đó đó. Dạ. Mời nhà gái. Tình trường mình nó như thế nào? Em hả? Em thì em cũng không hiểu tại sao luôn á. Tới giờ em vẫn chưa có mối tình nào. Không hiểu tại sao luôn hả? Dạ. Để tôi qua tôi coi nhìn mặt. Tôi đã để con gái để thú vị lắm. Hả? Mời. Xin mời coi. Duyên rồi nha. Duyên dáng lắm. À. Ủa nhưng mà đó giờ mình có để ý ai không? Có thích ai không? Thích ai không? Cảm nắng thì chút chút cũng có, chứ mà kiểu mà thích quá mà để đến tỏ tình chắc cũng không. Không hả? Dạ. Hay là em thích nhưng mà em không dám. Dạ không phải không dám đâu. Chị nghĩ em không dám chị. Chị nghĩ em không dám chị. Trời ơi. Ủa em hỏi
em thấy bây giờ anh hỏi thiệt là em thích con trai hay thích con gái? Trời, em thích con trai chứ. Em là em siêu mê trai luôn. Em là em siêu mê trai luôn. Nhưng mà sao tụi em không có bao giờ giống như kiểu nói chuyện rồi mà hơi hơi mà thấy em thấy nó không hợp cái em cũng không nói tiếp à? Em nghĩ luôn có em nói chuyện với người ta nói cái gì mà em thấy không hợp với em giống như kiểu mấy vấn đề nhạy cảm như lương hoặc là ví dụ như trong cách nói chuyện cũng vậy á chị. Mình trả lời câu này đáng lẽ người ta ý là cũng mình cũng nghĩ là người ta sẽ là trả lời câu này nhưng mà nó không phải gu mình á, cái thôi mình không nói chuyện nữa. Vậy là em khó lắm á. Đâu em dễ tính mà. Hồi đó giờ có anh nào cua em không? Dạ chưa thấy luôn anh, không biết làm sao luôn á. Kỳ lạ vậy ta. Chưa có cảm giác được cua luôn hả? Dạ đúng rồi. Có nắm tay người nào chưa? Em hả? Ừ. Nắm tay ai là sao? Anh chưa được quen làm sao mà nắm tay được? Chưa được quen làm sao mà nắm tay được? Em có khi nào em coi phim mà em thấy một cái đôi tình nhân nào họ hôn nhau trên phim em có cảm xúc gì không? Hả? Cũng có cảm xúc cho anh, cũng thấy vui. Nói chung là thấy người ta hạnh phúc cũng vui. Thế thích không? Dạ thích. Ừ, thích được hôn không? Cũng không biết nữa. Cũng không biết nữa. Cô này cũng nô cảm xúc thôi. Thật ra đó cái mà em không biết cái gì hết trơn á. Tức là cái đó là cái Nó khó lắm á. Ừ. Thật ra em người rất là duyên dáng, nhìn cũng hấp dẫn đó. Thì bởi vậy em mới không hiểu anh tại sao đó anh. Vậy chứ giờ em thích người sao? Gu của em là sao? Ví dụ em thích người sao đó. Em thấy người nào mà em thích em tưởng tượng thử xem. Em á thường thường á là quan trọng là nói chuyện hợp á anh. À, em thử tưởng tượng có một cái người nào mà quen biết mà em có thể nói chuyện hợp. Em cũng biết nữa, tại vì em thấy mỗi người có một câu chuyện riêng. Xong rồi mỗi câu chuyện nó lại có cách trả lời riêng. Nên em cũng không biết. Không ứng được với ai. Thật ra giờ tôi cũng không biết gì luôn á. Em cái chuyện gì mà của người khác giới nói chuyện với em không thích. Cái tính gì của người ta mà em không thích? À em không thích. Thứ nhất là nói chuyện mà cứ mới hỏi được vài câu cái hỏi tới lương hay là hỏi tới làm sao là việc em sống ổn không. Ôi trời ơi thôi. Ôi trời ơi thôi. Người ta hỏi sống ổn không là người ta quan tâm đó. Vấn đề lương là quan trọng nhất. Đúng vậy. Rồi, ai gặp đi hỏi lương. Thì đúng, dạ, đúng rồi. Ừ. Mấy người mà hỏi lương em đầu tiên mấy người đó cũng ngộ lắm á. Ừ. Dạ đúng rồi. Ngộ nên là thôi bây giờ em mới ế vậy. Một chút nữa đừng hỏi lương nha. Tuyệt đối không được hỏi lương. Bây giờ vậy thật ra này khó lắm. Mình cứ hỏi người thân xong mở đầu ra mình gặp mặt đi. Hỏi người thân đó đi. Em đi với ai? Em đi với lại mấy chị đồng nghiệp với bạn ạ. À, đó, hỏi đây nè, chính xác hơn nè. Dạ, chào nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, chào bạn trai. Em là Hương, là đồng nghiệp của bé Luyên. Bé Luyên nó nói là vậy thôi chứ nó cũng có cảm xúc. Nó mê trai lắm anh. Nó mê trai lắm anh. Trai đẹp nó mê lắm chứ không phải không có đâu. Bạn là làm ở bên quân đội đúng không? Dạ, thì không biết là bao lâu bạn được về nhà một lần ha? Thì cái thời gian bạn hẹn hò với Luyên thì sẽ như thế nào? Tại vì bạn ở Bình Dương còn Luyên ở thành phố ấy. Mà bạn này không có thời gian nhiều thì không biết là... Em thì thường thì khách một tuần trực, một tuần nghỉ. Nếu mà không rơi vào lúc đơn vị mà trực chiến thì cứ một tuần trực, một tuần nghỉ. Tuần nguyên tuần luôn á? Dạ không ạ, tức là nghỉ cuối tuần ấy. À là hai tuần mới được về một lần đúng không? Dạ vâng. Buổi tối mình có được đi ra ngoài không? Dạ buổi tối thì cũng vẫn được ra ngoài nhưng mà ra thì hết giờ hành chính phải vào. Cái này sau 9:30. À, từ 17 giờ tới 21:30 hả? Dạ vâng. Chạy vô Sài Gòn hết giờ luôn. Chạy đi chạy về hết giờ. Nhưng cái tình hình nó vậy. Nói chung yêu bộ đội là phải xác định rằng là mình sẽ bị rất hạn hẹp về thời gian và thậm chí là những cái sở thích cá nhân của mình. Luyên là một cô gái rất là năng nổ hoạt bát. Và có một cái nữa là về vấn đề tài chính, Luyên là một người rất là biết chi tiêu. Cho nên là nếu mà em cưới được một người vợ như vậy á, em sẽ rất hạnh phúc và em sẽ yên tâm cứ giao tài chính cho vợ. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Thật ra hai người này về bản lĩnh là rất là tốt. Bên kia là cũng dễ thương năng động, bên đây thì bản lĩnh chính trị, bản lĩnh xã hội này kia cũng vững vàng rồi, không phải lo gì hết. Để chúc rất họ thích sẽ... bộ đội, tại ba của tôi là bộ đội mà. Vậy coi còn chú bộ đội nào làm mai cho Ngọc Lan. Còn chú bộ đội nào không? Dạ còn chị. Có đang ở không đó. Nhớ nha không? Dạ. Thôi bây giờ mở rào thôi. Mình đi với ai nè? Ủa quên. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị gái và em trai em. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào bên nhà gái. Em là chị gái của em Huấn. Thì nói chung là về tính chất công việc của em á thì anh Quỳnh Linh cũng đã nói rất là đúng. Nhưng mà cái một điều mà chị muốn khẳng định với em á là nếu như em mà chọn em trai của chị thì em sẽ không bao giờ lo là em sẽ thiếu tình cảm. Thì chị mong rằng là các em có cơ hội để được gặp gỡ ở tại đây thì các em cũng nên để cái cảm xúc của mình cũng như là cho mình một cái cơ hội để có thể là tiến xa hơn trên cái con đường tình cảm của hai em. Em xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Thật ra nhà gái phải không? Nói vậy cho mình chuẩn bị tinh thần thôi.
chứ không phải là 24/24 giờ trực. Bây giờ là chúng ta mở rào ha, cho hai bạn gặp nhau. Mở rào. Xinh đẹp. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Em là học bên môi trường á, nên là em muốn tặng anh cái cây. Với lại em cũng thích cây lắm, mà trồng cây nào nó cũng không sống được á. Trồng cây nào nó cũng không sống được á. Nên là nhờ anh trồng giùm. Anh sẽ chăm sóc nó được á. Vậy mà học môi trường. Hồi nãy em trai có chia sẻ cái đường tình duyên của em trai rồi. Em có nghe rồi ạ. Sau cái cuộc hôn nhân như vậy á, thì em cũng muốn hỏi là anh rút ra được cái gì từ đó. Anh nghĩ rằng trong cuộc sống hôn nhân thì tình cảm, tình yêu nó là một chuyện. Và quan trọng hơn nữa là hai người trong đó phải có sự thông cảm và sẻ chia với nhau. Cái đó là điều đó là quan trọng. Thì em cũng nghĩ là vậy, tại vì sẻ chia nó sẽ tốt hơn. Nãy giờ qua thì chia sẻ thì thứ nhất là anh là người đã từng trải qua với việc mà đổ vỡ trong hôn nhân, thì em có ngại vấn đề đó không? Trước khi quay chương trình á, thì chương trình có hỏi em câu đó, thì em cũng nói là em không ngại, chủ yếu là cái cảm xúc của mình thôi. Còn cái vấn đề mà đã trải qua một mối tình thì em không có ngại, nên là em mới có mặt ở đây. Cái công việc của em làm như vậy thì làm giờ hành chính hay là có làm thêm ở ngoài giờ không? Em chỉ làm giờ hành chính như nhân viên văn phòng thôi. Tính chất cũng như cái đặc thù của công việc của anh á, thời gian anh không có nhiều, và thời gian thứ nhất anh dành cho ví dụ cho em hay là cho kể cả cho cả gia đình, như mình không có nhiều như vậy, thì em có ngại vấn đề không? Thực ra là gia đình em á thì cũng có một em rể là làm trong bộ đội. Cái vấn đề mà về thời gian này kia với một người bộ đội á, thì em nghĩ là nó sẽ có những cái đặc thù riêng rồi, cũng hiểu được những vấn đề đó rồi. Nếu như anh là một bộ người bộ đội mà thuộc thành phố Hồ Chí Minh thì nó lại gần hơn với em, thì nó sẽ có một cái gì đó nó sẽ dễ dàng hơn. Vậy thì em phải chứng minh đi em trai. Nếu như mà sau cái chương trình này mà anh với em đồng ý mà nhấn nút, thì anh nghĩ rằng anh sẽ dành thời gian, anh có thể tranh thủ xuống để thăm và để mình có thể tìm hiểu và trao đổi nhiều hơn. Dạ. Đối với em á, khoảng cách thì địa lý nó không ngại, quan trọng là cảm xúc thôi. Có thể anh không tới được thì em có thể tới được, tại vì em có thời gian. Cảm ơn em. Hay. Nói về quan điểm hôn nhân gia đình với nhau nghe đi. Anh với em xác định một tiến tới hôn nhân thì em muốn ở chung hay ở riêng? Em thì không ngại việc làm dâu, nhưng mà nếu mà được ở riêng được thì nó sẽ tốt hơn, tại vì em là một người có thể là xa lạ đối với bản thân gia đình anh. Vô hòa nhập thì nó cũng khó, cũng sẽ có nhiều vấn đề, thì ở riêng được tốt, còn không ở riêng thì em cũng không ngại cái vấn đề đó. Nếu bây giờ chúng ta lấy nhau, em muốn cô ấy ở đâu? Với bản thân em thì em công tác thì cũng xa nhà, thế cho nên là em cũng mong muốn là bạn có thể ở gần em để vừa đem thuận cho công việc. Dĩ nhiên nếu như bây giờ ở gần em có thể dời ngay doanh trại của em luôn. Có nhà ở không? Nếu mà xét về mặt tài chính của em hiện tại giờ thì em cũng chưa đủ khả năng để mà mua đất mà làm nhà. Thì nếu mà được thì có thể em chỉ có thể ở trọ thôi. À đó, mình sẽ ở trọ gần đó. Dạ vâng. Mấy cái đó là những cái cần phải rõ ràng. Cái điều phải rõ để cho nhà gái hiểu. Bây giờ vấn đề chỗ là cảm xúc thôi. Nào, mời em gái. Chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau, để xem ánh mắt đó nó có chạm với nhau hay không. Em trai nói điều gì đó, những cái cảm xúc của mình đang nghĩ về người đối diện. Anh nghĩ rằng chúng ta gặp nhau là một cái duyên. Nếu như mà anh với em không có duyên đến được với nhau thì vẫn có thể xem nhau là bạn. Dạ, và cũng... chúng ta có thể quan tâm động viên nhau hơn, trong ủng hộ nhau trong cuộc sống. Dạ em. Dạ. Em gái muốn nói gì không? Khi mà đến đây thì em cũng là trao cho mình một cái cơ hội gặp gỡ mới. Thì cũng gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Dạ. Rồi, chúng ta về vị trí thôi. Bấy giặc Lucina, điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân, và chúng ta đã nghe tất cả những câu chuyện về tương lai. Bây giờ đã đến lúc mình đưa ra quyết định. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Có cảm xúc, chúng ta đừng ngại ngùng, hãy bấm ngay. Còn nếu thấy đây không phải là đối tượng của mình, không có rung động gì cả, hãy nhường nút bấm đó cho người khác. Một, hai, ba. Hết thời gian, không ai bấm cả. Tại sao em không bấm? Cảm xúc đối với em dành cho em và bạn chưa đủ. Em gái? Em cũng vậy anh. Mọi người sẽ có một nửa mảnh ghép của mình ở đâu đó. Hãy cố gắng đi tìm, và lúc nào đó chúng ta sẽ tìm được nửa mảnh ghép đó. Chúc các bạn may mắn. Bây
giật mình. Tôi tưởng bán mắt kính cho chó luôn chứ. À, bán phụ kiện cho chó. Dạ. Bán mắt kính cho người. Phải ghi vậy nha. Dạ. Chứ để tao tưởng đâu tao vô tôi mua mắt kính người đeo cho chó, mắt đeo kính chó đeo cho người là mệt lắm ha. Coi chừng nhầm ha. Mà hai cửa hàng kế bên không? À, cái đó là nghề của mẹ. Nghề mắt kính là của mẹ. Là đang dưới quê. À. Còn, dưới Bình Thuận. Quê Bình Thuận. Dạ. Tức là mẹ đang mắt kính, bán mắt kính ở dưới. Dạ. Trời, bán mắt kính cũng giàu lắm các con. Mắt kính vừa ngon hơi ngon á. Nói chung hai cái nghề khá luôn á. Nghề ngân hàng bên kia là cứ vô gửi thôi. Bán nhiêu nộp ngân hàng hết nhiêu đúng không? Bán nhiêu nước chảy về đây hết. Bây giờ mình sống ở đâu nè em trai? Dạ hiện tại em đang ở bên quận Phú Nhuận. Phú Nhuận ở nhà ai? Đó là nhà của hồi trước thì ba mẹ mua cho anh chị em ở. À. Xong rồi sau khi kinh doanh thuốc cân á. À. Thì cũng để dành được vốn rồi. Rồi mình kêu mấy anh chị em ủy quyền lại rồi. Ủy quyền lại rồi. Dạ. Ra tên em chưa? Dạ rồi. Trời ơi. Nhà lành quá. Nhà cao không? Nhà quá liền. Nhà cao không? Dạ chào chị. Dạ chào em. Dạ thì cái nhà đó cũng vừa thôi. Có phòng ngủ rồi. Mấy tắm? Có 2 tắm thôi. Nghe nhiêu dạy nhiêu. Trời tôi nhà 2 tắm là thấy cao rồi đó. Nghe nhiêu nhà dạy nhiêu. Theo giấy tờ thì là khoảng 6x6. Trời ơi ngon rồi. Đó là giấy tờ thôi. Bình Thuận hả? Phú Nhuận. Ở Phú Nhuận hả? Giấy tờ thôi còn xung quanh chưa giấy tờ chưa tính. Thấy bà xui thấy ngon không? Ngon. Ngon không? Ngon. Vậy khỏi hỏi gì cho tôi thấy có nhà được rồi đó, 2 tấm được rồi. Không, tôi vẫn phải hỏi chứ. Hả? Xây thêm chung khu nữa tấm 2 tấm rưỡi. Làm gì làm chứ cũng phải hỏi cho đàng hoàng. Hỏi đi rồi. Thấy khỏe đó, nhà ta đã chuẩn bị sẵn. Đúng rồi, về tương lai về kinh tế là về là chỉ có gọi là ở trong cái nhà 2 tấm thì lo cho chó mèo thì kia thôi. Kiếm thêm mà đắp vô thêm thôi. Đúng rồi. Không có gì hết. Lâu lâu về Bình Thuận xin kiến con bán. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì thời sinh viên thì em có một mối tình. Ừ. Mấy năm thôi. Có mỗi thôi hả? Dạ. Tới giờ. Còn mấy năm gần đây thì cũng không sâu đậm lắm. À. Dạ. Cũng không sâu đậm lắm vậy thôi. Thôi khỏi đi. Tới đó thôi. Vậy được rồi. Cái gì quá khứ hay để cho nó ngủ yên. Nói chung bán đồ cho chó mấy cô mà đại gia hay ổng con chó vô. Gắn bông hoa rồi quần áo vô. Nhiều khi cứ gắn. Có nằm đấy khách hàng chưa? Thì các bạn sinh viên đó là cũng nuôi chó đó. Ừ. Mình nói chung cũng à là mấy cái mối tình đó là cũng thông qua chó đó. Là cũng thông qua chó đó. Mấy mối tình mà nó thông qua chó. Nhưng mà thấy coi bộ là cũng không hợp mạng đó. À, ừ chắc không hợp mạng cho nên thôi. Dạ. Để tôi qua tôi có nhà gái còn sao. Có chó nào không chứ? Thấy dính cái chó này cũng không. Chào gái xinh đẹp nha. Dạ cảm ơn anh. À xinh đẹp mặc áo dài đẹp luôn nha. Dạ. Mình ở Gò Công là ở ngay thị xã không? Dạ em làm ngay thị xã mà em ở Gò Công Tây. Gò Công Tây. Dạ. Gần biển Tân Thành không? Dạ không, biển Thành ở Gò Công Đông. Dạ. Biển Dàm Láng ha? Dạ không luôn. Không luôn vậy chứ ở Gò Công nó Gò Công Dàm Láng là ở Gò Công Đông luôn. Mộng Đông luôn. Dạ ở Gò Tây thì không có biển. Là qua cầu Thạnh Mỹ Lợi là tới chưa? Còn dưới này tại giáp ranh với Gò Công á anh. À vậy là vừa tới là tới mình tới trước đúng không? Xong mình đi vòng dạ. Qua Mỹ Tho đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Ok vậy cũng không xa lắm. Thẳng quốc lộ 50 đúng không? Thẳng quốc lộ 50 đi quốc lộ 1 cũng được. Dạ. Mà không đi cũng tới. Ha, không được. Không được. Trời ơi con tỉnh táo lắm chứ bộ con tỉnh táo lắm. Bây giờ mình có mấy mối tình nè? Dạ có một mối tình mà cũng lâu rồi anh, mình lên 1 năm mà quen nhau 1 năm. Năm hả? Dạ. Bao lâu rồi chưa có mối tình nào? Dạ 4 năm rồi. 4 năm rồi ha. Dạ. Giờ thấy anh bán chó vẫn được không? Bán phụ kiện cho chó là được không? Dạ nghe thì em thấy cũng được á anh. Dễ thương có duyên lắm á. Dạ. À bây giờ nếu lấy chồng về thành phố sống được không? Dạ được anh. Mình dạ, đang làm ngân hàng đúng không? Dạ. Chuyển ngân hàng dễ thôi. Dạ dễ. Rồi bây giờ dạ. Mình muốn người chồng lý tưởng với tiêu chí thế nào mình có thể thông báo coi giống bên kia không? Dạ em tiêu chuẩn em là thích người không hút thuốc nè. Ừ. À, đừng có gia trưởng. Rồi. Với lại không có không gia trưởng không hút thuốc. À, biết kính trên nhìn dưới. Dạ có nhiêu đó đủ. Có thuốc không? Dạ không chị. Em thì được cái không rượu bia cờ bạc lá. Dạ. Có gia trưởng không? Gia trưởng thì em cũng không có. Chắc thấy nó không có nổi đâu. Này hiền lắm. Được. Ổn rồi đó. Rồi mình không thích điều gì vậy là không? Dạ em không thích hút thuốc anh. Không thuốc ha? Bên đây là không hút thuốc vậy chứ. Bây giờ mình muốn có bạn gái như thế nào nói cho chị Lan nghe coi. Dạ thì bạn gái thì nếu được thì có đạo Thiên Chúa thì cái đó cũng một cái duyên thôi, còn không có thì cũng được. Em có đạo hả? Dạ em đạo Thiên Chúa. Tiền Giang chắc không có rồi.
mà không có gò con tay thì không có cũng sao thì quan trọng bạn đó có sau này thì hướng theo được không được thôi. Đó chuyện bây giờ cũng thoáng rồi ha, hướng theo được hướng không hướng thì đạo ai nó giữ ha. Dạ đúng rồi. Gì nữa thì có ngoại hình khỏe mạnh đó, khỏe trời, khỏe re bên kia khỏe lắm rồi. Gì nữa thì cao thì thấp, cao cỡ chị MC là được rồi. Dạ hơn bởi nó ngon hơn tôi luôn đó. MC cửa gì vậy, vậy sao vậy, cửa vậy, cửa nẻo gì đây, nhiều cửa MC nhiều cửa ừ đó, dễ thương đó. Trời gì nữa, em có điều gì không thích cho em đòi hỏi cao cỡ nào thì cao đó. Dân Tiền Giang tôi xinh đẹp không Ngọc ơi? Thì em thì có một cái khuyết điểm là có Facebook hay Zalo á, nhưng mà em có nghĩa là em người con gái đó mà không tương tác á là em cũng ít khi nói chuyện được, mà 2 đến 3 ngày là em hết chuyện để em nói. À, phải tương tác với Facebook Zalo đúng không? Có nghĩa là không, có nghĩa là mình hỏi cái gì đó hoặc là bạn đó có cái chuyện gì đó bạn hỏi ngược lại mình. Ta bận quá sao đâu có tương tác được đâu. Em rất dễ, cái đó mấy ngày cũng được, nhưng mà ý là phải tương tác đúng không? Phải nói qua nói lại á, giống như chứ đừng để mình nhắn tin một hồi mình im lặng. Tức là thấy đọc mà không trả lời đúng không? Dạ. Cái hoặc là không đọc luôn á. Ý kiến cái là ví dụ như anh nhắn tin em trong giờ em làm là em không có thời gian để em trả lời đúng lại. Đúng rồi. Dạ. Không, cái đó không sao em, có nghĩa là đừng để qua 2-3 ngày thì có nghĩa là anh không thấy có một cái câu trả lời hay là đúng rồi, yêu nhau mà làm sao để 2-3 ngày. Nhưng mà ở bên đây người ta có cái yếu điểm, tức là người ta đọc người ta quên trả lời. Cái thứ hai đúng là rồi, ta hay quên. Ta đọc xong ta ngủ ta quên trả lời luôn. Người ta hay quên đó, đi làm về ta mệt ta ngủ luôn. Ừ, ta có hai cái đặc điểm đó mà. Thì em cũng hy vọng là có thời gian để mình gặp mặt nhiều hơn. Ừ, vậy rồi, đó, vậy đó. Vậy đi. Dạ. Dễ chịu. Vậy dễ chịu. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Bây giờ đi ra nè em gái. Dạ em đi với anh chị hai, với lại bạn thân, với lại cháu của em. Thôi đi cả nhà luôn nha ha. Chào anh chị hai, chào cháu, chào bạn thân luôn. Dạ chào cả nhà. Rồi bây giờ mình cầm cái micro mình có vài điều chia sẻ coi. Dạ mình bỏ phía trong cái mask. Dạ. Dạ trước tiên là em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và mọi người trong trường quay. Là với em trai đây. Dạ, theo em cảm nhận thì thấy em trai này thì hiền. Dạ, còn em phần em gái em thì em gái em là anh cho mong có cơ hội bấm nút để tìm hiểu nhau, còn em chọn ai thì anh em mình là với gia đình là theo em hết. Trời cưng em gái lắm, tại ba anh em trai cũng đứa em gái út mà. À, cưng lắm hả? Cưng. Cảm ơn anh. Bây giờ Linh nói nè, anh coi em để tương lai thấy giống giống anh không? Thấy giống giống đó. Hai người mấp mép với nhau luôn. Hai người được á, nói vài câu với anh em để tương lai coi. Của anh được anh để. Dạ anh ruột. Anh ruột chứ quên, vậy em tương lai chứ. Thôi em cũng không biết nói gì nữa. Xong rồi nói dành vài câu đi. Thì hiện tại thì em cũng làm việc ở Sài Gòn. Thì bạn nữ thì nếu có dịp thì xin phép anh với gia đình để cho em tiếp xúc gặp gỡ với bạn nữ nhiều hơn. Hẹn về Tiền Giang nhậu. Dạ, em thì ít khi nhậu, em không có rượu bia nhiều. Thì bữa nào nếu mà anh em mình xuống Tiền Giang, anh dẫn em đi chơi hay là thăm miền Tây. Em vẫn chưa đi miền Tây nhiều. Ok, ví dụ có là anh em của anh với ông già cũng không nhậu luôn. Thì được, có cà phê thôi. Ba anh em trai với ông già cũng không nhậu. Mà anh thì ở nhà Sài Gòn này cũng ít có về quê, đám tiệc có về quê. Còn em Út thì ở cha mẹ đi làm vậy thôi, còn anh em cũng ở riêng hết rồi. Rồi, về khỏe. Hỏi ăn con nuôi chó. Rồi. tặng mấy bộ đồ. Anh có ở nhà có ai thích chó thú cưng không anh? Con gái Út thích chó lắm. Dạ. Mà không có thời gian để chăm sóc, không có nuôi. Dạ. Thì chưa nuôi luôn. Bữa nào em tặng cho con hay là em với cô gái bạn gái đó sẽ cùng chăm sóc với con chó. Rồi, ok dạ. Em nói rồi, hai cái cuộc tình trước dính với con chó nó không có hên. Mà bây giờ còn hứa hẹn nuôi chó chứ vậy trời. Chán ghê vậy đó. Ông anh cũng dễ thương, ông anh ở Sài Gòn mà. Rồi đi với hai cưng. Dạ em đi với anh rể với mẹ. À dạ. Có mẹ đây nữa hả? Dạ chào gia đình. Dạ cho mẹ nói vài câu trước đi nè. Mẹ mẹ nói đi mẹ. Từ Bình Thuận vô luôn hả bác? Dạ. Tôi sống ở Bình Thuận nhưng mà gốc thì Tiền Giang, ngày trước ở Mỹ Tho. Ủa vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Rồi gặp gặp cháu đây thì cũng là cái duyên, thấy cũng dễ thương lắm, rất là thích. Thì con trai tôi thì trước là nó đi chọn nghề ngân hàng, rồi tôi thì làm ngành y, cũng đã nghỉ hưu thì mới muốn cho nó tiếp là quản lại cái công việc của mình ở nhà, vừa khám bệnh vừa bán kính được tùm lum, thì cũng cho nó học văn bằng 2 về y chuyên khoa mắt rồi cháu thì nó nói là cái lúc nó ra trường á thì
thì nó cũng làm bệnh viện Việt Nam một thời gian ở Sài Gòn này, rồi cũng làm bên kế toán rồi tùm lum. Còn điều nên nó thấy là cái ngành kinh doanh thú cưng là nó cũng có tiền, nó bảo thôi thì mẹ còn khỏe, rồi gia đình còn đang làm được thì để cho con kinh doanh thời gian kiếm chấp chảo kiếm ít tiền, rồi sau đó con nếu cần thì con quay về địa phương làm ngân hàng rồi tiếp quản cái tiệm kính rồi khám mắt, nói chung nó cũng học đủ thứ rồi thì mình cũng chấp nhận. Thì mình thấy là bây giờ thì không phải là mình vì tiền, nhưng mà trong cuộc sống thì cháu nó còn trẻ, có nhà thành phố thì nó cũng thuận lợi cho cái công việc làm ăn của cháu. Thì ban đầu mình cũng phản đối, cháu mèo lúng túng quá, thì sau này mình vào thì mình thấy nó làm cũng được. Nó mua hàng về rồi bán online rồi bỏ mối cho các tỉnh, cho các người bán lẻ. Yeah. Nó cũng năng động thì thôi mình cũng chấp nhận. Nhưng mà cái giờ thí dụ nó muốn lấy vợ liền cô đồng ý không? Đồng ý chứ, cháu là sinh năm 91, là tuổi Mùi là đã 31 tuổi rồi. Thì tuổi này hợp không? Thì hợp hay không thì mình bên công giáo thì cũng ít có quan trọng lắm. Thì nó thích, nó yêu là được. Còn thì nhà thì chỉ có ba đứa con, hai chị gái đã có chồng, này con rể này, rồi đi với em vậy. Thì đã ở gần tới rồi. Hai đứa gái thì nó làm ở bệnh viện và làm dạy cấp 3, nó ở gần. Thì cũng không cần phải em trai này phải về sống chung hay là làm dâu hay là ở gần gì nữa. Nếu nó sống được ở thành phố thì nó ở, nó đi đâu đi rồi, thì cũng được thôi. Nếu về miền Tây thì quê tôi cũng thích thôi, không sao hết. Mình sống ở đó mấy chục năm mà. Ngay ở chỗ chợ Dòng Nhỏ, Mỹ Tho đó. Dòng Nhỏ. Rồi sau này giải phóng thì mới về Bình Thuận. Mình cũng có kết bạn với anh Quyền Linh, với em Quyền Linh. Vậy đó hả? Fan hâm mộ đó. Kết bạn lâu rồi, có điều chỉ thích thôi chứ không dám biết gì. Chúc mừng mấy cháu gái xinh đẹp của anh Quyền Linh thôi. Dạ. Thì mình nhỏ bé quá mà sao mà dám nói gì. Trời, đâu có gì hâm mộ. Tức là thấy đi làm từ thiện rồi hoạt động các cái chương trình rất là quý. Dạ. Thì chị Lạ, cô Lan cũng vậy. Dạ. Rất xinh đẹp và rất quý. Nói chung thì lúc đầu thì cháu nó đăng ký mấy năm rồi, mình cũng kỳ kỳ, ế ẩm gì mà ở đây, mình cũng cảm. Rồi sau thì theo dõi rất là nhiều chương trình, thấy là rất hay, có nhiều cặp rất xứng và nó nói như trong phim ấy, thành ra rất thích. Dạ. Thì hôm nay cũng đi theo cháu vào đây, đi hôm qua cơ, rồi lên ngồi thì thấy các anh chị trong nhà đài rất là tế nhị, nhẹ nhàng, giúp đỡ cho cháu. Rồi gặp cháu gái đây thì cũng quá là xinh đẹp, quý mến, cao ráo, nó hợp với lại bé bên này, cháu bên này. Thì cũng mong là các cháu cũng tạo cho nhau cái điều kiện quen biết, tìm hiểu, rồi tiến được đến hôn nhân thì tốt, còn không được thì là bạn tốt của nhau thôi. Dạ. Chứ bây giờ mình gặp gỡ có mấy phút mình bảo là phải cưới, phải hỏi thì nói chung thì nói trước thì bước cũng không tới, mình cũng không có dám gì. Còn tôi thì có lương hưu, có công việc ổn định, vợ chồng còn khỏe trẻ, thì cũng không có phải cần cháu làm dâu. Nếu mà cháu muốn sống riêng thì cháu ở Sài Gòn á, hay là về thì cũng mua nhà cho ở riêng tại Bình Thuận thôi. Mình cũng có điều kiện thì cũng không có cần cháu phải làm dâu hay gì, vì có hai chị gái nó ở gần rồi. Rồi vậy là khỏe đó, là thì, làm dâu ha. Thì cũng nói cho cái hoàn cảnh để cho cháu gái nó đừng có lo sợ quá, hay là nó ngỡ ngàng nấu tuốt dưới đó rồi chạy về Bình Thuận rồi đi bán cán mắm hay cái gì thì cũng quá khổ. Còn cái ngân hàng á là ngay thẳng cửa nhà mình, tức là mình đặt vấn đề cho con á là đi học ngân hàng qua đó làm, rồi ngoài giờ là về phụ với mẹ để khám bệnh rồi bán kính thêm. Rồi nó đi ngược qua cái hướng khác thì thôi mình cũng thấy đó là cái điều làm ăn chân chính, chả có gì. Nó mở cái shop ở nhà rồi nó bán, nó bỏ mối, nó làm tứ tung như vậy. Dạ, nói chung nó quá nhiều công ăn việc làm. Rồi nó thấy nó năng động. Dạ. Trước thì mua cho mấy chị em cái nhà chỗ Thích Quảng Đức á, Phú Nhuận á. Rồi khi mấy anh chị nó ra trường về đi làm hết rồi thì nó ở đó. Rồi giờ nó làm có tiền thì nó mua lại rồi. Yeah. Thì nói chung cũng không phải khoe, nhưng mà nói cho các anh chị gia đình bên gái thì cũng mừng, tức là cũng có cái điều kiện để cho cháu sinh sống. Chứ Sài Gòn thì ở trong hẻm thôi chứ chẳng giàu có gì đâu, nhưng mà điều nó có cái nơi để mà êm ấm được rồi đó. Như vậy thì là quá điều kiện rồi cô à. Dạ. Có người chưa có nhà trong hẻm. Dạ đúng rồi. Con ở Sài Gòn gần 20 năm mới có cái hẻm à. Mua luôn nguyên hẻm chứ không mua nhà. Dạ. Thì cũng nhân chương trình này thì cũng cảm ơn hai MC rất quý mến từ trước giờ. Dạ. Không có không biết nói gì hơn. Thì cũng mong là hai cháu nó gặp mặt và nó có cái điều kiện tìm hiểu. Thì may ra nó nên duyên thì mình cũng chúc mừng thôi. Mình cha mẹ mà con thì còn thằng út đó nó lớn rồi, thì mình cũng mong muốn cho nó là có cái nơi chỗ để cho mình yên phận thôi, chứ cũng chả có cái gì. Đứa nào nó khôn đâu tìm đó thôi. Mình xin cảm ơn nhà đài rồi các anh chị sáng giờ
đến gặp gỡ tiếp xúc các anh chị vòng ngoài là rất là quý, rất tốt. Mấy rồi dễ thương lắm. Chăm sóc chu đáo, rồi hai MC, rồi nhà gái cũng một chút gặp gỡ là rất mừng. Thì cũng xin cảm ơn một lần nữa và chúc hai cháu cũng được tốt đẹp. Dạ, cảm ơn cô nha. Thôi mở rào thôi. Mở rào. Tấn công nhà Thao nha. Bắt đầu. Anh có chút quà anh tặng em. Dân Tiền Giang tụi ai cũng đẹp lắm người. Mình mở quà ra mình coi nhà trai tặng mình gì nè. Dạ. Cái đó là cái đèn trang trí đó em. Dạ. Để em để trên bàn có gì em có thể nhớ đấy anh. Dạ rồi em cảm ơn anh ạ. À. Dạ. Rồi bây giờ hai bạn nói chuyện với nhau đi. Hiện tại em làm ngân hàng là ở đâu em? Dạ ở Gò Công luôn anh. Gò Công hả? Dạ. Em có hay lên Sài Gòn chơi không? Dạ có, anh em cũng hay lên Sài Gòn. Có việc thì em lên. Dạ. Là hình như là anh em là ở Sài Gòn. Dạ. Anh em ở Sài Gòn. Gì tớ hỏi tới đó hết rồi. Anh thì cũng hay, anh cũng chưa đi về miền Tây nhiều. Thì nếu được thì bữa nào em dẫn anh đi Chợ Nổi hay là em có gần Chợ Nổi không? Dạ không, Chợ Nổi em cũng chưa đi nữa anh. Dạ nếu có dịp hai mình cùng đi. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn. Ta Gò Công vẫn đi biển. Vẫn đi. Biển Gò Công sao ta? Dạ, biển Gò Công thì cũng không được lung linh đẹp bằng biển Vũng Tàu với. Nhưng mà chụp hình chỉnh màu thì đẹp anh. Biển Gò Công nghêu nhiều chứ tắm không đẹp. Dạ, không có nghêu. Gò Công là đi thăm mấy cái nhà cổ người ta quay phim đó, là mấy cái chỗ đó đẹp lắm đó. Dạ. Hình như dưới đó cũng có khu du lịch. Đúng không em? Dạ, cũng có vài cái mà anh, nhưng cũng ít khách du lịch lắm. Dạ. Rồi giờ hỏi nó tới chuyện hẹn hò sao? Hẹn Sài Gòn Gò Công tính đường đi làm sao? Chàng trai. Thường thì thứ bảy là em được nghỉ đúng không? Dạ, cuối tuần thì thứ bảy chủ nhật em nghỉ. Anh thì anh làm việc em là chủ cho nên anh có thể thời gian anh cũng khá rảnh. Dạ. Thì nếu được thì một tuần hoặc một tháng gì đó tùy vào công việc em sắp xếp, anh có thể xuống vào thứ bảy chủ nhật để hy vọng gia đình bên em có thể đãi anh hoặc là dẫn anh đi chơi. Dạ. Em thấy tình hình cũng được không? Dạ được anh. Nói thiệt anh cũng không biết cũng hơi run. Đúng quá. Thấy bạn nữ đẹp quá anh Linh. Đẹp xong đẹp. Rồi luôn. Tới công chuyện luôn rồi đó. Mẹ tôi bước qua nó không khen tôi đẹp tiếng nào luôn á. Bây giờ á, bây giờ mình run quá, bây giờ mình hát bài nào đó, thấy không? Tôi đỡ run nè. Tới gần đó, tới gần đó. Nắm tay cho đỡ rung coi. Anh xin phép em đứng lên. Dạ. Anh có thể tặng cho em một bài thơ đi. Dạ. Dạ. Nắm tay rồi. Em chưa thuộc thơ. Trời ơi. Xin phép anh ha. Thuộc thì tôi chết rồi. Thì cái bài thơ này là ba anh tặng mẹ anh. Dạ. Ngày đám cưới của ba mẹ. Dạ. Thì cách đây cỡ 10 ngày. Thì cũng là ngày kỷ niệm 40 năm của ba mẹ. Thì đó thì anh xin phép đọc ha. Dạ. Mai em về, mẹ anh trải cho em.